Tại buổi tiếp xúc cử tri kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 15, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có báo cáo về việc địa phương sẽ xóa bỏ cấp trung gian dưới phường xã. Việc lược bỏ các tổ dân phố, tổ nhân dân sẽ giúp thành phố Hồ Chí Minh tinh giản số người hoạt động không chuyên trách từ 64.000 người xuống còn khoảng 26.000 người. Theo Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh, mô hình tổ chức tự quản hai cấp dưới phường xã được xây dựng từ năm 1985 và tồn tại đến nay. Tuy nhiên, mô hình tổ chức thêm tổ dân phố, tổ nhân dân bên dưới khu phố, ấp của thành phố Hồ Chí Minh không phù hợp với quy định của Trung ương. Hiện thành phố Hồ Chí Minh có 27.377 tổ chức dưới phường, gồm 2.008 khu phố, ấp và 25.369 tổ dân phố, tổ nhân dân, với tổng nhân sự gần 60.300 người. Với mô hình hiện tại, số lượng nhân sự sẽ không ngừng tăng lên khi dân số tăng. Cùng với điều kiện chia tách, thành lập mới đơn giản, Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ ra bất cập khi số lượng dân cư các khu phố, ấp không đồng đều, có khu phố trên 4.000 hộ, địa bàn rộng dẫn đến khó khăn trong nắm bắt tình hình. Người tham gia hoạt động khu phố, ấp, phần đông là cán bộ nghỉ hưu, có tâm huyết nhưng tuổi cao, sức yếu nên còn hạn chế trong việc tổ chức hoạt động. Mặt khác, tình trạng hàng chính hóa hoạt động của khu phố, ấp diễn ra rất nhiều, không đúng quyền hạn dẫn đến quá tải công việc, kinh phí hoạt động bị chia nhỏ và không tương xứng với thời gian, công sức hoạt động.